Lấy thành tính và quyền lợi của quý vị làm phương châm phục vụ. Tôi là Nguyễn Vũ Trụ, đại diện công ty bảo hiểm New York Life. Xin được cùng quý vị thảo luận về các loại bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm săn sóc dài hạn, long term care, IRA, 401k rollover. Đặc biệt là kế hoạch truyền thừa tài sản, giúp bảo vệ bất động sản, bảo vệ sự học vấn cho con em, bảo vệ sự thu nhập khi chúng ta về hưu. Với các chương trình trên sẽ giúp bảo vệ hạnh phúc gia đình và tích lũy tài sản, giúp xây dựng nền tảng an toàn tài chánh. Xin quý vị hãy liên lạc văn phòng chúng tôi để lấy hẹn. Điện thoại 408-556-7228, 556-7228 hoặc 408-930-2175, 930-2175 hoặc đến địa chỉ 550 South Winchester Boulevard, phòng 405, San Jose, California 95128. Tất cả dịch vụ tham khảo tại văn phòng và tại nhà của quý vị đều miễn phí. Muốn biết thêm chi tiết, xin xem báo Thằng Ngõ và các báo Việt Nam. Chúng tôi Nguyễn Vũ Trụ rất hân hạnh được phục vụ quý đồng hương.